Tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 của Đảng, lớp thứ 3 và thứ 4 năm 2019. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng thành tích học tập của 86 học viên bồi dưỡng kiến thức mới lớp thứ 3 và thứ 4 năm 2019 cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 của Đảng. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt, sự kỳ vọng lớn và thường xuyên chỉ đạo sát sao trong quá trình chuẩn bị tổ chức lớp bồi dưỡng. Nhiều học viên có trình độ chuyên môn cao là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ở các lĩnh vực khác nhau và có nhiều kinh nghiệm công tác thực tiễn ở địa phương, ban, bộ, ngành, trung ương. Chính vì thế, các đề án tốt nghiệp của các học viên đã tập trung vào những vấn đề có tính thời sự, thiết thực, đang cần giải quyết ở địa phương, ngành, lĩnh vực của mỗi cán bộ đang phụ trách hoặc công tác. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt giỏi, xuất sắc.